Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore, cứ 10 người trên 60 tuổi ở quốc gia Đông Nam Á này thì có một người bị chứng mất trí nhớ. Con số này được dự báo sẽ tăng lên khi dân số ngày càng già đi. Trước thực trạng này, 14 thị trấn ở Singapore đã tham gia vào sáng kiến Cộng đồng thân thiện với người mắc chứng bệnh mất trí nhớ. Các cộng đồng này đang giúp nâng cao nhận thức của người dân về chứng bệnh trên, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm giúp cải thiện cuộc sống và giúp các bệnh nhân sống độc lập hơn. Đây là một trong số 5 trung tâm hỗ trợ người bị chứng bệnh mất trí nhớ ở khu vực Toa Payoh West Thomson, một không gian an toàn cho người mắc chứng bệnh trên nếu chẳng may họ bị lạc. Chúng tôi bố trí nhân viên tại các trung tâm nhằm giúp liên lạc với gia đình của những người bị chứng mất trí nhớ, giúp họ cảm thấy thoải mái và an toàn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải nâng cao nhận thức cho người dân về chứng bệnh này. Khoảng 25 băng rôn lớn được treo khắp khu phố và 120 áp phích được dán tại các trung tâm bán hàng rong và quán cà phê, cung cấp thông tin về cách người dân có thể hỗ trợ những bệnh nhân bị chứng mất trí nhớ. 2 tuần một lần, trung tâm tổ chức các buổi hội thảo về chứng bệnh mất trí nhớ cho người dân và các tình nguyện viên. Chúng tôi cung cấp cho những người tham gia hội thảo những kỹ năng cơ bản để họ có thể nhận biết các dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ và cách họ có thể hỗ trợ cho những người bệnh. Bên cạnh đó, các cộng đồng này còn bố trí các khu tập thể dục để nâng cao thể chất và các trò chơi cải thiện trí nhớ cho bệnh nhân. Các chuyên gia ước tính, mỗi năm số người mắc chứng bệnh mất trí nhớ ở Singapore tăng từ 10 đến 15%. Dự kiến đến năm 2030, có đến 150.000 người được chẩn đoán mắc chứng bệnh này. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng những điểm nghỉ chân thân thiện với người mắc chứng bệnh mất trí nhớ và cả những người chăm sóc các bệnh nhân này để làm sao cho họ cảm thấy gần gũi, an toàn. Điều mà những người mắc chứng mất trí nhớ thực sự muốn làm là tiếp tục có thể đến quán cà phê yêu thích của mình để thưởng thức cà phê hoặc đi xe buýt đến siêu thị gần nhà để mua hàng. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn cố gắng để tạo ra những cơ sở để có thể hỗ trợ họ, giúp họ cảm thấy an toàn và thân thuộc khi di chuyển ra khỏi nhà. Không chỉ hình thành các cộng đồng thân thiện với người mắc chứng bệnh mất trí nhớ, mới đây Singapore còn đưa vào hoạt động một trung tâm chuyên nghiên cứu về chứng bệnh này dành cho người dân châu Á. Với việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ kỹ thuật số, trung tâm đang kỳ vọng sẽ tìm ra các chiến lược mới để phòng ngừa và điều trị, cũng như cải thiện cuộc sống cho các bệnh nhân mắc chứng bệnh này.